cuộc đời là chủ tế trung tâm, đem tình thương người tử nhân nhiều, nhưng trọn vẹn cho đoàn chi chẳng tiếc. Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt đã nhận người phân phát cả cho dân. Thất đa lương như đầy tớ chuyên cần, chờ đợi chủ tay cầm nghèo sáng rực. Không mỏi mệt như kiên trì tỉnh thức, suốt đêm trường hay mảnh tới thăm khuya. Nghĩa làm sao kịp khi chủ trở về, mở ngay cửa ngăn đón người vội vã. Thanh tục Chúa Cha, thôi trời cao cả, cùng Chúa Con đấng chuộc tội cứu đời, và Thánh Thần lửa yêu mến sáng soi, hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.